Cửa hàng nông cơ trẻ xin kính chào quý vị anh chị và các bạn. Địa chỉ của cửa hàng ấp 3 xã 35 huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Số điện thoại là mọi người có thể liên hệ 0974 644 973 0337 01 91 91. Hai số điện thoại bên em có sử dụng Zalo và Facebook của bên em là Thắng Maker Xích, YouTube là Nông Cơ Duy Hải và YouTube 2 là Thắng Maker Xích. Trang web của bên em là nongcoduyhai.com. Mọi người có thể đặt hàng trực tiếp qua trang web nongcoduyhai.com của bên em ha. Hôm nay bên em có một siêu phẩm đó là Makita. Makita MDE340. Hàng này rất là VIP nha. Nói về độ đẹp của máy chuẩn chỉ, nó tầm khoảng 95%. Nói về độ đẹp, mã của máy đó là 0009200. Em sẽ review chi tiết cho mọi người xem. Ưu điểm lớn nhất của con này thì nó nòng nó tới 40 ly và dung tích xi lanh đạt tầm 34 cc. Đó, tức là máy lớn, khỏe dành cho các bác nào mà thích máy khỏe. Mình thử cân nặng của nó xem mấy cân ha. Cả xăng cả nhớt, có xăng có nhớt này ha, làm xích đầy đủ. 4,5 cân, gần 4,5 cân nha mọi người. Đây. Gần 4,5 cân. Đó. Thì trọng lượng khô của con này này đầu máy không thì rơi tầm được 3,5 cân thôi. 3,5 cân. Công tắc tắt mở máy nằm ở phía trên này. Máy có hãm xích, khóa hãm xích. Đó, còn tốt. Chốt cỏ ga. Đây là cái chốt cỏ ga. Đó. Nó tự động bóp ga đấy, bóp ra cái vạt ra. Dưới buông xăng phụ nằm đây. Đời cũng khá là cao. Đó, dưới buông xăng phụ. E gió nằm đây. Đó. Bình chứa nhiên liệu, bình chứa nhiên thải. Bộ khởi động thì nó dập bình thường thôi, không có trợ lực gì cả. Đây mặt trước của máy rất là đẹp. Đây. Rất là sáng nhá, ốc arc lình kình nguyên rin. Đây. Mặt trục gió của bộ E. Bộ sạc. Hai ốc này, chắc chắn quá đây nha. Cực kỳ chắc chắn luôn. Rồi, con này thì có một cái điểm rất là cao. Ở đây thì nó có một cái hai hướng mũi tên. Thì hai hướng mũi tên này nhiều bác cứ thắc mắc là nó là như thế nào đây mọi người nhìn này. Đó, thấy không? Thì mũi tên này thì nó mình mọi người cưa chế độ mùa đông thì mọi người đóng nó lại. Còn mua mùa hè thì mọi người mở ra để sao gió nó lùa vào. Nó là như vậy thôi. Thì nó lấy tức là cái này nó là một cái fan cấp gió từ đây. Từ gió từ vô lăng làm mát, thổi nó có tản qua cái chế hòa khí không, nó là như vậy. Bình thường mà cưa là mọi người mở ra cưa mùa nóng, còn nếu mà mùa đông thì đóng nó lại một chút ha, nó là như vậy thôi. Rồi em khởi động mọi người nghe ha. À đây còn một cái chức năng nữa, cái đây là cái cây chỉnh nhớt, ra nhiều ra nhớt ở đây. Lưu ý tắt máy rồi chỉnh, vặn ngược vặn xuôi thì có cộng trừ, ra nhớt ra nhiều ra ít mọi người ha. Nó là như thế đâu, đây là rất là mới này. Phần cắt của cây lam là 3,5 tấc. Xích mini chân 91 và đặc biệt xích này rất là dày, xích này cắt tre thì rất là phù hợp. Lam đầu nhông, lam còn thấy là rất mới sơn mà còn, lam còn khá mới ha. Nói chung là máy tương đối là chuẩn chỉ, 9 nút. Rồi, giá bán của sản phẩm thì bên em bán cho mọi người với giá là 2.600.000 đồng. Giá trên bao ship tặng kèm 3 món phụ kiện đi theo kèm. Giúp bộ tip mà ha. Thêm một cái móc khóa nữa đi ha, là 4 món ha. Đó. Thì các bác nào chốt thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của bên em là 0974644913. Lưu ý hàng duy nhất có một cây, mọi người lưu ý. Bác nào mua thì vui lòng đặt cọc trước 200.000 giúp bên em nhé. Cảm ơn mọi người theo dõi video. Xin chào mọi người.